Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hoạt động hỗ trợ cấp phát nước uống miễn phí và tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho nhân dân đang di chuyển về quê nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hoạt động được triển khai từ sáng sớm ngày 31 tháng 8. Các điểm phát nước, tờ rơi đều bố trí thuận lợi, dễ tiếp cận trên các tuyến đường, thường xuyên có lưu lượng nhân dân di chuyển về quê bằng phương tiện mô tô hai bánh cao. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở về an toàn giao thông cho người dân. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông thường trực quân số tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tham gia điều tiết, hướng dẫn phân luồng tại các khu vực có lưu lượng xe cao nhằm đảm bảo lưu thông an toàn, tránh ùn tắc và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Giữa thời tiết nắng nóng oi bức những ngày này, hoạt động ý nghĩa này góp phần chia sẻ, tạo sự an tâm cho những người dân trên hành trình về quê sum họp cùng gia đình.